Sinh nhật tất cả quý vị các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng đã rất nhiều lần là tìm tòi cho mình những cái phần mềm học tiếng Anh, nhưng đa phần những phần mềm đó là mất phí hoặc là những phần mềm đó là chưa đáp ứng được toàn bộ những cái tiêu chí mà các bạn yêu cầu. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm học tiếng Anh miễn phí đáp ứng đầy đủ được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Phần mềm đó là gì? Xin giới thiệu các bạn, đó là phần mềm Grammar. Trước tiên là các bạn phải tìm hiểu đó là phần mềm như thế nào, thì các bạn quyết định là sẽ cài đặt đó về và sẽ khám phá nó. Đây là phần mềm Grammar phiên bản 3.0, và để trang chủ để cho các bạn tìm hiểu tất cả các thông tin cũng như về phần cài đặt thì các bạn truy cập vào trang web từ học g.com. Đây là trang trang chủ chính của nó. Lưu ý các bạn không lên tải ở những cái trang web khác. Những trang web đó có thể chứa những cái link độc hại cho các bạn khi các bạn tải về máy tính, thì cái tổn thất là các bạn phải chịu. Các bạn cứ vào trang web trang chủ chính thống của nó để tải. Đó. Và đây các bạn vào một phần hướng dẫn cài đặt để các bạn đọc kỹ hơn. Đấy. Và các bạn vào mục tải grammar này để lấy những cái file phải tải. Cái phần mềm này đây. Những bạn bạn nào mới tìm hiểu về nó thì cái link tải grammar này gồm 4 đĩa. Và nó có tất cả những cái link tải ở dưới đây. Link tải đây. Media này. Đấy, hai đĩa. Mình lưu ý các bạn này, những cái bởi vì phiên bản phần mềm này cũng không 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 phải nặng lắm, nhưng mà khi trong thời gian các bạn tải về nó mất khá nhiều thời gian ấy, để tiết kiệm cho các bạn việc là khỏi mất công chờ đợi lâu ấy, thì mình xin đưa ra một cái mẹo nhỏ để các bạn giúp các bạn việc các bạn tải 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 cái đĩa này nhanh hơn. Đấy, mình giới thiệu các bạn một địa chỉ được liên quét, đó là lazyevip.net. thì cái này để làm gì? Cái này để phục vụ cho các bạn là các bạn lấy cái link FCA hoặc là nhiều cái link khác ấy, khi các bạn ghét qua đây, bạn lấy qua đây thì nó sẽ không bị giới hạn tốc độ. Đây, ví dụ nhé, tất cả vị là link FCA đây, đĩa 2 ha. Đây mình sẽ sao chép địa chỉ liên kết này và mình dán vào đây. Thì đây là cái trang web trung gian để lấy đường link tải nhanh xuống mà nó không giới hạn tốc độ, nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Bạn bấm vào tải xuống thôi. Này, đến đoạn này nó sẽ load, là sẽ chờ đợi là cái phần captcha này. Đấy, phần captcha để nó bỏ quảng cáo. Thế đến đoạn này thì bạn tích vào đây thôi. Đây, đến đoạn này thì các bạn chỉ việc là bấm vào đây, get link này. Bấm chuột chuột phải đi để các bạn mở lên cái danh tác mới, các bạn tắt cái cũ đi. Và đến phần này các bạn chỉ việc bấm vào download thôi, download tải về thôi, và các bạn chọn đường ổ thư mục để lưu trữ cái ổ đĩa này. Đấy, đây tất cả những người ta trích những cái đường link đây thì các bạn ưu tiên FC hoặc là file media cho mình, thì đấy là những cái địa chỉ link mà tốc độ tải về khá là nhanh. Đấy, việc cài đặt nó khá là dễ dàng thôi, vì các bạn nên YouTube search là cài đặt Grammar xem không, thì rất nhiều bạn đã làm video chia sẻ cho các bạn cách cài đặt rồi.
thì mình cũng không giới thiệu qua. Việc cài đặt của nó khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ việc là cài đặt thứ tự từ đĩa 1 đến đĩa 4 là xong. Và mình xin lưu ý một cái đó là khi các bạn tiến hành cài đặt ấy, thì các bạn tiến hành vị trí là lưu trữ vào ổ D, không lưu trữ vào ổ C. Đấy, mục đích là ổ C là để dành cho các phần mềm thông thường của máy để hoạt động thôi. Bạn lưu trữ ổ D ấy, thì nó sẽ tiết kiệm về bộ nhớ và máy các bạn sẽ hoạt động mượt mà hơn. Đó. Và lần tiếp theo đó là khi bạn lấy xong rồi thì các bạn vào mục giọng cho mình. Nó có rất là nhiều giọng. Đây các bạn, khi các bạn tải tải theo cái đường link này về ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều giọng và các bạn cứ cứ giải lén ra. Và khi các bạn tiến hành hoàn tất cài đặt xong cái việc phần mềm của Rama ấy, thì nó sẽ vào cái mục là tùy chỉnh giọng các bạn. Thì các bạn hãy chọn những cái giọng nào nó dễ nghe, thân thuộc dễ nghe các bạn ấy, thì các bạn lựa chọn. Đó. Ở đây có rất là nhiều mục khác thì các bạn thì tìm hiểu hơn về cái tác giả viết những cái phần mềm này và cái mục đích này và tại sao mình lại làm cái video này chia sẻ để nói rằng là phần mềm này miễn phí nhưng được được nói là tốt nhất. Tại sao đấy, các bạn vào những phần góp ý này nữa để đọc đó. Thực sự đây là những phần mềm rất là tâm huyết, có lẽ là cả cả đời của tác giả để dành cho mọi lứa tuổi, mọi cấp độ, không phân biệt giàu nghèo. Và bây giờ là mình sẽ vào phần mềm Grammar cho các bạn xem. Đây là giao diện, các bạn nhìn giao diện của nó nhìn có vẻ rất là thô sơ, nó không đẹp lắm, nhưng mà thực sự là những cái hay thì các bạn phải đi thêm, các bạn tải về và trải nghiệm nó. Đây nó có những cái học, những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc mất gốc thì các bạn nên đọc kỹ những cái đoạn này để thành thục hơn về cách sử dụng. Đây chúng ta hãy từng vào xem từng mục một để xem nó phần mềm này có những cái gì hay. Đây một bài đọc này rất là hay, mình vào những bài đọc căn bản với trình độ như của mình mới học thôi thì mình cũng chỉ đọc qua những cái từ từ trong những bài đọc căn bản này thôi. Đây. Ở đây nó cũng mục xếp từ đàm thoại nghe bài, nghe toàn bài, nghe viết. Phần nghe toàn bài này thì các bạn bấm vào phần nghe toàn bài này thì nó sẽ có một cái giọng tiếng Anh này. Đấy. Giọng này nó sẽ đọc cả bài cho các bạn phần nghe. Và đây. Đấy những cái mục nó bôi đen này là đấy là đang trình tự nó đọc đến đoạn nào rồi ấy. Đấy, nhưng trước tiên khi các bạn vào phần bài đọc đấy thì các bạn ví dụ có thể mới đầu vào giọng đọc của nó khá là nhanh thì các bạn vào mục cài đặt này. Đấy. Và các bạn chọn giọng. Và tốc độ giọng đây. Độ động giọng Anh đấy. Khi các bạn nghe thấy nó là phù hợp rồi thì các bạn bấm OK thôi. Là một phần bài đọc. Và cái phiên bản 3.0 này nó khá là hay thì nó có cả những cái bài âm thanh thực. Đấy. Đây những cái giọng đọc thực ngoài đời đấy của các vị như là những cái phát thanh viên hay là những người ta đang đọc, người giọng của người bản địa đấy, người ta đọc.
và các bạn nghe. Nó tương ứng với rất là nhiều 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 cấp độ các bạn, và nhiều mục các bạn để khám phá. Đây, những mẫu chuyện tiếng Anh này, trình độ B, trình độ C này, và những bài viết về văn hóa Mỹ. Đây, một cái mình đánh giá rất cao đó là mục từ vựng của bạn này, cái phần mềm này ấy. Đặc biệt là khi các bạn tham dự một cái kỳ thi TOEIC, TOEFL hay IELTS thế, đại loại thế, các là bạn cũng phải trau dồi cho mình một cái vốn từ rất là nhiều, vốn từ rất là nhiều, và có rất nhiều cách học từ mới hiệu quả. Nhưng mà cái phần mềm này là nghĩ là trợ thủ đắc lực cho những bạn nào muốn học trau dồi thật nhanh để làm cái nền tảng cho mình có một cái kỳ thi tốt. Đấy, đấy nhá. Bây giờ có hai cách, tức là mình trau dồi từ vựng qua tất cả những cái bài đọc này. Và tạo mục bài đọc này, bạn bị bạn thấy cái từ bất đồng này không, chưa biết nghĩa là gì, thì bạn kích vào đây đấy, nó sang nghĩa luôn cho các bạn. Các bạn muốn thêm cái bất đồng này vào cái mục từ vựng của bạn thì các bạn chỉ việc là bấm enter phát đấy, nó đã bôi đỏ những cái này và nó sẽ đưa vào mục từ vựng của bạn đấy. Bạn đã trau dồi quá rất nhiều bài đọc đấy, những cái bài đọc là bạn có từ mới để bạn đều có thể cho vào hết được đấy. Và khi cái từ đỏ đấy mình vừa bấm enter đấy, nó sẽ vào mục từ bạn của bạn, và các bạn xem những từ đã chọn, nó có những cái danh sách ở đây. Đấy, hoặc cách thứ hai là bạn có thể, mình muốn cho những cái từ mà mình muốn bổ sung thêm một cái danh sách theo ý muốn của mình đấy, chứ không theo một cái danh sách bài đọc này chẳng hạn. Đây, các bạn có một phím bất kỳ không đấy, mình bấm phím L chẳng hạn, nếu đang lót từ thì đấy, L đây, ví dụ mình chưa biết từ lớp chẳng hạn, đấy mình gõ là nó sẽ có rất là nhiều từ này, cặp từ này đấy, viết vào đây, kích nút vào đây chẳng hạn, thì đây nó có rất là nhiều nghĩa ở đây. Khi mình kích vào đây rồi thì mình cũng bật nghe phát âm, thì các bạn kích vào đây. Còn tiếp theo này, các bạn muốn thêm từ này vào từ điển thì các bạn lại gõ enter, nó sẽ thêm vào mục từ vựng của bạn. Mục này, cách học từ của nó là gì? Đấy, các bạn xem từ đã chọn này rồi, những cái từ đây, những cái từ bạn bôi đỏ này, đấy là những cái từ bạn chọn đấy, nó sẽ thêm vào mục quay từ. Bạn quay trở lại nhé, đấy, các bạn chọn những từ đỏ thêm mục quay từ, thêm vào mục quay từ này, thì bạn sẽ vào mục quay từ này và xem cách học của nó có gì đặc biệt. Đây là những, đây người ta phát âm, người ta tự chạy theo mới đầu người ta chạy theo tuần tự, những cái thứ tự gì được xếp trong cái mục từ vựng của bạn, rồi cuối cùng người ta đảo lộn xáo trộn toàn bộ lên đấy. Đấy, khi người ta chạy như vậy các bạn, nó hiện mặt từ như vậy, bạn không biết nghĩa gì, các bạn lại kích chuột trái vào đây thì lại hiện nghĩa các bạn, và các bạn lại được cái từ đấy, lại được nạp trong đầu của bạn, và các bạn được ôn lại đấy. Mới đầu các bạn chưa nhớ nghĩa lắm thì các bạn điều chỉnh tốc độ chuột trái hoặc chuột phải vào mức tốc độ này, thì nó sẽ điều chỉnh cái tốc độ chạy nhanh hay chậm đấy. Mình bấm nhưng bấm chuột phải này là những tốc độ chạy tua từ, là cái quay từ nó nhanh hơn, chuột trái thì nó lại chậm dần đi đó. Các bạn điều chỉnh cỡ chữ, báo chữ này đấy, bạn có thể viết từ chẳng hạn đây, bạn không biết đấy, người ta chữ phát âm này PS chia là các bạn có bao nhiêu từ đây, là tương ứng với những cái dấu hỏi chấm này, để các bạn biết pedestrian. Các bạn vừa nghe được cách phát âm này, nhớ được nghĩa này, và đồng thời cũng biết cách viết từ luôn, nó củng cố cho bạn những 3 lần
Đó là cái cách mình nghĩ là học từ vựng khá nhanh và hiệu quả, và các bạn có thể nhớ được rất là nhiều từ vựng trong khoảng một thời gian ngắn. Đấy, văn phạm những này rất là đầy đủ các bạn. Ngoài người ta phân tích những cái văn phạm cho các bạn cụ thể như thế nào đấy, và có cả những cái những bài tập áp dụng có rất là nhiều. Đây, những bạn hiểu sâu muốn hiểu sâu nó thì các bạn có thể tìm hiểu và luyện nghe. Đây, luyện nghe là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh đấy. Các bạn làm một luyện nghe này. Ở đây nó có hai mục: luyện nghe cho bài tập và luyện nghe cho video. Thì thông thường ấy, mình hứng thứ là luyện nghe theo video hơn. Luyện nghe cho bài tập các bạn để làm bài, mình sẽ hướng dẫn đi vào luyện nghe theo video. Đây, đây là những cái video mà mình tải ở cái trang trang mạng trên ấy, nó có những hướng dẫn để cài đặt video vào cái phần mềm này ấy. Đấy, đầu tiên là mình sẽ nghe qua một loạt là những nội dung. Mình nghe qua một lượt đi cái video là nói những cái vấn đề gì, mình cố hiểu được bao nhiêu thì hiểu, rồi bắt đầu là mình sẽ nghe lại một lượt nữa. Ví dụ đến một cái đoạn bất kỳ nào đó mình chưa nghe rõ là nó đang nói câu như nào và nghĩa nó như nào, thì các bạn kích chuột trái ở dưới đây đấy, và nó có ghi đây nội dung câu hội thoại và dịch ra tiếng Việt cho các bạn. Bạn bấm chuột phải thì lại lách sang cái đoạn câu hội thoại tiếp. Cái này mới rất là hay, lại mua đi tiếp. Mình chỉ lia chuột thôi là được, này rất là hay. Đây, nhận nghe đây, chọn phim đây, đây nhá, những A15, A16, A17, A18, A19 và cái video là lấy ở đâu. Các bạn tải phần mềm này, tất nhiên là mới đầu tải về thì nó chưa có đâu, mà các bạn phải phải tải nó về đây. Đây nha, các bạn vào video này. Những mục đây, mình đến với A18 và A10 đây, thì mình tải đến đây, mình copy thôi. Mình paste một cái địa chỉ sang cái trang web này, mình enter này. Khi lưu ý đến cái đoạn này thì các bạn có thể ấy này, các bạn thì copy cái địa chỉ này vào cái trang vào cái cách kết link nhanh mình đã viết đấy, bạn copy vào đây đấy. Đây, để lấy link VIP tên lửa với tốc độ cao nhất thì các bạn tải cái link VIP tool này đấy. Thì nói chung là các bạn sẽ tải đi, làm theo đi. Đây là cái trang web mà mình thường xuyên sử dụng để tải tải những link phim 10 GB hay là mười mấy GB xem về chất lượng cao đấy. Đấy, thì lấy cái này tải rất là nhanh đấy, bạn tải video về đấy và lưu nó ở đâu đây. Lưu nó ở đâu đây nha, những cái video đấy ví dụ mình đã tải về và mình lưu những cái video đấy, mình đặt tên riêng một cái folder là video drama này. Mình tải một danh sách về đây đấy, khi tải về các bạn giải nén ra những mục A15, A12, các bạn giải nén ra ra những cái video con ở trong ấy. Rồi, đấy, rồi ví dụ mình lúc đấy là mình cài đặt cái phần mềm drama này là ở ổ D đúng không. Này, thư mục cài đặt nó đây,
Llama này thì các bạn vào mục video này. Các bạn paste những video các bạn vừa giải lén này. Các bạn cho vào đây thì nó sẽ tự động cập nhật những cái video học nghiện nghe đấy ở trong Grammar đó. Thứ hai, những cái đấy là những cái cơ bản ban đầu, mình thấy những phần mềm này rất là hay. Còn những cái mục khác thì các bạn dành thời gian khám phá cho nó, còn rất nhiều điều hứng thú mà các bạn cần phải tìm tòi. Mình học từ vựng này rất là nhanh các bạn. Đấy là mình nói qua thôi, và đây nó có cả những cái đây thì này, câu điều kiện, mạo từ các thứ vân vân. Và một vấn đề lưu ý đó là việc trong phần mềm này nó gặp tích hợp cho nó một bộ từ điển, đúng không ạ? Từ điển này thì bạn có thể, ví dụ bạn vào một bài đọc này, bạn vào đây thì các bạn gõ một phím bất kỳ, ví dụ mình bấm từ lớp đấy chẳng hạn, đấy mình chỉ việc bấm thôi là nó sẽ tự tra từ điển cho mình. Đấy, không? Đấy. Nhưng thông thường ấy, mình để kết hợp các bạn tra nghĩa nhanh, ví dụ các bạn thi TOEIC chẳng hạn, các bạn bài đọc bạn rất là dài và các bạn có thể tra cứu từ nhanh và hiệu quả ấy, thì các bạn nên sử dụng thêm một cái từ điển bên ngoài. Và mình tạm thời thoát này thật ạ, thì giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm từ điển hay nữa, đó là phần mềm từ điển Epic mình này đấy, hoặc là có để là phần từ điển Anh này nữa này. Hai từ điển này mình đánh giá, theo cá nhân quan điểm của mình là đánh giá là hay nhất và được nhiều người sử dụng nhất. Đây nha, cái phần mềm Epic các bạn tải ở đâu? Đây, các bạn vào trang này đi. Đây, ở mục này. Đây. Đây nha, các bạn lên mạng gõ tải phần mềm Epic về. Đây, mình nói tại sao phần mềm từ điển này khá hay và tiện, mình sẽ cho các bạn thấy. Và cách sử dụng nó cũng đơn giản thôi. Còn đang chạy. Đây, đây nó hiện cái trang tả nó đây, cách sử dụng nó đây, nó hiện cái icon ở dưới đó. Thế là cái mục khi các bạn bật vào cái góc cái thu nhỏ ở dưới thì các bạn chọn giọng này, dưới này và mục cài đặt này, đây nó tích hợp từ điển Anh Việt và Việt Anh, nói chung là rất là tiện. Mình lên cách trang nghĩa, ví dụ mình làm thử cho các bạn một cái mẫu. Là mục xếp hộp yêu đúng không? Đây, ví dụ mình muốn tra từ short này, thông thường những bạn muốn tra từ điển thì các bạn lại phải vào bật cái phần mềm ấy lên, xong bạn gõ từng cái từ một, nói chung là rất là mất thời gian. Đấy, đây mình tiện đâu mình tra từ đấy. Ở đây mình bấm Ctrl này, đấy quét trong cái phạm vi từ đấy. Đây, và khi cái mũi tên nó nháy đỏ này thì nó đang tìm kiếm ở đây, và cái từ điển nó hiện ra. Trừ tra từ khác này,
Cà trù và chuột phải nhé. Đợi chút để từ điển nó lát nghĩa. Đây, cái từ điển này đây, thông thường nó sẽ hiện cho những bạn cặp câu Anh Việt trước này và các bạn có thể đọc và dịch luôn. Đấy, thì cái này nó dịch là máy phát nhạc tự động, và trên đó là những cái câu giải nghĩa của nó là bằng tiếng Anh, như ở bằng phần mềm Anh ấy, những câu tương ý nghĩa bằng Anh. Cái rất là tiện, các bạn ấy hãy thử tải về và sử dụng xem, nó rất thú vị và tiện các bạn việc việc tra cứu và không cần phải gõ từ nó là như thế nào. Nói chung là rất là bất tiện, đặc biệt là các bạn sử dụng máy tính thì bất tiện hơn nhiều đấy. Đấy thì mình cũng xin giới thiệu các bạn là hai phần mềm chính này thôi, nó đã giúp mình rất là nhiều trong việc học tiếng Anh, và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có hai phần mềm ở trong máy cùng trải nghiệm và cùng chia sẻ trong cho mình ở bên dưới về những cái gì các bạn thấy hay ở trong phần mềm này. Xin chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả. Xin cảm ơn.